Ngày 5 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Ninh, 30 tuổi, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, tháng 5 năm 2022, chị H và Ninh quen nhau trên mạng xã hội rồi đưa con ruột của chị H là bé B, sinh năm 2020, đến sống cùng Ninh tại một phòng trọ trên địa bàn huyện Bến Lức. Đến khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 5, thấy bé B muốn đi vệ sinh nên Ninh bồng bé cho bé đi tiểu. Tuy nhiên, bé B không tiểu mà khóc quấy nên Ninh dùng tay tát vào má bé khiến bé khóc to hơn. Tức giận, Ninh hất bé văng về phía trước. Chị H tỉnh dậy, thấy đầu bé B có vết thương nên ôm bé về lau vết thương. Đến khoảng 2 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Ninh phát hiện người bé lạnh, không cử động nên cùng chị H chở đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Tuy nhiên, bé đã chết do chấn thương sọ não, trước lúc được các bác sĩ cấp cứu. Làm chết con của người tình, Ninh bị Viện Kiểm sát huyện Bến Lức truy tố về tội cố ý gây thương tích, khung hình phạt từ 7 đến 14 năm tù. Phiên sơ thẩm tạm hoãn do thiếu những người làm chứng và đại diện bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa để luật sư bảo vệ có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án.